các bạn. Hôm nay Mr. Hill trở lại với các bạn hành trình khám phá đảo Phú Quốc thật tuyệt vời các bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở ấp Cây Sao, xã Hàm Linh đó các bạn. Thì hôm nay Mr. Hill sẽ đi dọc cái tuyến một đoạn bờ biển của ấp Cây Sao, xã Hàm Linh để review cho các bạn xem nơi đây là còn cái nét hoang sơ lắm các bạn. Mình thấy là ở ngoài này có rất là nhiều cái mỏm đá đó. Một chút nữa mình sẽ review cho các bạn đẹp không à. Do đó là các bạn tiếp tục follow hết cái video tập phim này của Mr. Hill nha. Tập phim hành trình khám phá đảo Phú Quốc. Ok, bây giờ chúng ta đi nào. Go. Hello các bạn. Hôm nay Mr. Hill trở lại với chương trình hành trình khám phá đảo Phú Quốc. Thì rất là vui xin giới thiệu các bạn, mình gặp được một anh ngư phủ ở Phú Quốc. Hôm nay anh đi một tour bắt ốc, mình xem anh giới thiệu về cuộc sống của anh như thế nào và hôm nay kiếm được bao nhiêu cái ốc nha. Dạ em chào anh tên gì? Trường à. Anh Trường ở chỗ này gọi là xã nào hả anh? Đây kêu là Hàm Ninh. Dạ Hàm Ninh. Ấp Cây Sao. Ấp Cây Sao Hàm Ninh các bạn. Và hôm nay anh đi mò ốc, mò cua được sản phẩm mình như thế nào? Wow, đã quá rồi các bạn. Chia sẻ các bạn một xíu nha. Này là nè. Wow. Các bạn xem rõ không ạ? Cái này gọi là gì anh hả? Con này gọi là sò lá hả? Sò lá ở biển các bạn, nhìn giống sò lông quá vậy. Dạ sò lá. Wow, toàn bộ sò lá không á anh? Sò lá. Wow, con này bự nhất quá. Rất vui. Rồi anh đi một mình hay đi với ai? Đi bà xã rồi đâu rồi? Về lên xe. Ok, lên xe rồi các bạn. Như vậy là hôm nay nhiêu đây là khoảng bao nhiêu ký anh? Khoảng 4 ký gì? 4-5 ký các bạn. 4-5 ký là coi như là ăn được 2 ngày luôn á ha. Mình về mình làm món gì ăn với cái con này? Ok, sò lá nướng mỡ hành với luộc. Cái này mình ăn không hết, mình bán lại nữa. Có nghĩa là mình thu hoạch về cái mình gọng lại. Đó, ăn nhiều lấy nhiều. Đó, như đây là ăn được khoảng mấy ngày? 2-3 ngày. 2-3 ngày, vậy là 2-3 ngày sau đi mò tới mà. Ok, ngoài đi mò cua ốc về còn có đi câu gì không? Không đi câu, chỉ đi mò gì rồi anh làm. Vậy hả anh? Dạ. Từ ngày anh làm nghề gì? Làm nghề xây dựng các bạn, ở Phú Quốc này xây dựng nhiều lắm. Thì còn cái ngày rảnh rảnh á thì mình đi chủ nhật nghỉ đi mò ốc, ngày chủ nhật nghỉ đi mò ốc. Mà hôm rày là ảnh hưởng cái dịch virus corona, có đi làm xây dựng không? Có đi làm xây dựng. Vẫn có ảnh hưởng mà đi làm không làm đó thì sao? Phải không? Nhưng mà không sao. Không có xây dựng đi mò ốc cũng có cái ăn rồi đúng không các bạn? Đúng không anh, đúng không? Mình mò ở đây mình phải lặn xuống bao nhiêu sâu hay là chỉ cần đi ở trên? Đi trên mặt thì đục lấy giờ. À, vậy là thường nó sẽ có ở đâu? Mình mò ngay chỗ gốc nào nó có mấy cái con sò lá này? Chỗ nào có gông á? Chỗ nào có gông á, có đá nữa đúng không? Gốc, gông, gốc đá các bạn. Coi như là đi là tới eo mình là ok ha. Number one nha. Cảm ơn anh, chúc anh mạnh khỏe và luôn mỗi ngày tìm được nhiều ký ốc sò lá. Yeah, bye bye các bạn. Mình đi tiếp nha. Go.
Tân Hiệu đang đứng ngay vị trí này là một cái bãi, một cái bãi cát rất là còn hoang sơ các bạn. Và các bạn thấy cái phát ra bên này sau nè, rất là đẹp. Có một cục đá dựng ở trên chỗ bờ biển nè, quá to luôn, trời ơi, ra ngoài biển luôn. Có ngoài nhà bèo ngoài kia luôn kìa các bạn, rất là number one. Và phải nói là hôm nay một chuyến hành trình mình đi khám phá tại ngay chỗ ấp cây sao xã Hàm Ninh tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình nào, go! Hello! Chỗ này đẹp quá! Mà mất kiến hí hí ra dòm để coi coi nó đẹp sao rồi mới review lại nha. Ok, 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 rồi gặp vô. Đẹp rồi các bạn. À, quá đã luôn các bạn ơi, không biết nói sao nữa. Trời ơi, trời ơi. Sao mà nó thiên nhiên hoang sơ đến mức mà khó tả. Tim của mình nó muốn rớt rụng ra luôn với cảnh đẹp này. Quá tuyệt các bạn. Phải nói là những cái chuyến đi độc hành khám phá đảo Phú Quốc của Mr. Hill á, chia sẻ với các bạn là những cảnh đẹp không à. Mình mong rằng những cái cảnh đẹp ở đây sẽ còn giữ mãi nét hoang sơ. Ồ, cây dừa, trời ơi. Cây dừa ở đảo Phú Quốc thật hoang sơ và đẹp biết bao. Ok, lại, go go, tiếp tục đi nào, go. Mặt đá dựng cao quá à, mình leo không được, nguy hiểm lắm, nên mình quyết định là mình tiếp tục leo nhưng qua mặt đá này. Ok các bạn, thấy dễ chứ khó lắm nha, chưa chắc dễ đâu nha. Ok, mình làm thử nha. Các bạn leo lên nha, một kiếm ra mới leo được các bạn. Ok, quay cát. Trời ơi, thank you.
tận tận á. Ok, đứng lên luôn nè. Các bạn thấy mình không? Yeah, không dám nhảy. Cao quá. Trên này là 4 mét á. Cao lắm các bạn. Bạn thấy người ngư phủ đi chài lưới nay được quá trời ốc luôn. Cả 50kg, 100kg không? 2 tạ. 2 tạ, wow. Tính đi qua bên kia để review rồi mà không ngờ đi ngang qua ngay chỗ cái tảng đá lớn này nè các bạn. Vô tình phát hiện được một cái hang, cái gọi là hang hẻm á các bạn. Cái hang nó ngay hẻm giữa hai cục đá nó chéo nhau như vậy nè các bạn, tạo nên một cái hẻm. Đó, vô tình chỗ này thành cái hang luôn. Đó, mình nhìn thấy giống như cái hang hẻm mà mình gọi vậy tạm thời vậy đi. Chứ không biết nói sao nữa. Nói chung là cái gì chỗ này á, à, bây giờ không biết sao dơ nữa. Đại loại là mình nghĩ chắc là nước biển nó đánh ba cái đồ ở ngoài biển á, nhào trái dừa khô rồi ba cái rong rêu rồi nọ, rồi cây dừa, rồi đồ lá xích đủ thứ loại vô đây hết. Nhưng nếu chúng ta chọn địa điểm này để làm business đồ các bạn, được, mình vô mình dọn dẹp sạch sẽ, chảy cái tấm bạc nó tăng lên là nằm ok, đúng không? Đúng không? Chỗ này che nắng che mưa số 1 luôn. Mưa không biết nha. Mưa là không biết nha, chạy dọc nhiều khi ướt. Nên che nắng ok, mát mẻ, number one. Trời ơi, đốt lửa trong đây số 1 luôn. Đúng không, đúng không? Ok các bạn, hôm nay check chỗ này. Giới thiệu các bạn có một cái góc vị trí rất là đẹp, kế bên cái chỗ cục đá hồi nãy mình tôi hiu leo luôn á. Ok, number one, giả ngoại số 1. Go, tiếp tục đi nào. Hello, số 1, number 1. Trời ơi các bạn ơi, tính đi tiếp tục rồi mà bây giờ mình phải dừng chân lại chút xíu để mình vô đây mình review cho các bạn xem á, cái hang này mình vô có bị đụng đầu không, đúng không, đúng không, đúng không? Phải nói là quá tuyệt vời đó các bạn, vô nè, vô, vô. Má ơi, đụng đầu thiệt nội ơi, đụng không chút xíu. Ôi, quá đã luôn. Các bạn có thấy mình không? Ở đây có lối đi ra nè, vòng qua bên quan cục đá này luôn. Chiều rộng trong đây dài khoảng 4 mét các bạn.
chiều dài 4m, chiều rộng là khoảng gần 3m. Ok, number one, nhưng mà chịu khó khúc đầu nha. Cái này mưa chắc ướt rồi, mưa ướt chắc luôn rồi, nhưng mà mát lắm các bạn. Ok, trời ơi sướng quá, ngồi ở đây nữa nè, đó thấy chưa, có cái bàn luôn, để đồ ăn lên đây ăn dã ngoại, sướng không? Thích nhất sướng luôn các bạn, trời ơi. Ủa biết thích nhất sướng không? Thích nhất nè, thích là rất là thích luôn, nhất là số 1 luôn, sướng là quá sướng luôn, thích nhất sướng luôn. Ok, mình tiếp tục go. Rất là vui khi mà thấy những cái cảnh đời sống hàng ngày của người dân Phú Quốc đó các bạn. Đây, ở đây thì mình gặp một chị đang gỡ lưới. Hỏi gỡ gì? Gỡ gì chị? Gỡ đồ dơ các bạn. Ủa đồ dơ là sao? Là sao? À, là mấy cái này nè các bạn. Đó là ba cái vỏ ốc rồi vỏ sò, vỏ tầm lum vỏ hết trơn, nói chung là không có dùng được nên gọi là đồ dơ bỏ chị hả? Trời ơi, kế bên cái hang luôn nè, đẹp quá trời đẹp luôn, nhưng mà chị nói không có được sạch. Ok, rất vui được làm quen với chị. Bởi vậy mùa dịch virus corona ai cũng phải bịt miệng hết trơn á. Không phải, chỗ này thối quá nên bịt miệng, bịt miệng. Ok, cảm ơn chị sẽ chị kênh em Cuộc Sống Phú Quốc. Dạ, rất vui làm quen với chị. Chào chị, chúc chị luôn mạnh khỏe nha. Bye bye. Thân mến, mình đến chỗ này mình ngồi dừng chân chút xíu. Trời ơi, đã quá các bạn ơi, nét hoang sơ còn đấy chưa. Mình đang ngồi dưới một cái cây rất là to các bạn, nó tán nó xè ra, trời ơi nó đổ ra ngoài biển luôn, mát rượi luôn các bạn ơi. Hôm nay trời nắng lắm đến nỗi mà mình chảy mỡ luôn nè, các bạn thấy cái mặt mình bóng không? Chảy mỡ là vũ mồ hôi á các bạn. Ok, rất vui. Hôm nay mình check in đến chỗ này quá tuyệt vời các bạn ơi. Trời ơi, phải nói là những cái nét hoang sơ của thiên nhiên vẫn còn đây. Đây, đây các bạn thấy cái gốc cây không? Cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lơm khơm dưới cây có thằng Trương. À, thằng Mr. Hill. Ok, ngồi nói bậy nói bạ thôi, đừng nghe nha. Trời ơi, mình nói mình làm văn làm thơ dở lắm các bạn. Mình chia sẻ các bạn chỗ này đẹp quá, đẹp quá trời đẹp. Phải nói là mát rượi luôn. Mong là cảnh thiên nhiên đây vẫn còn giữ. Trời ơi, các bạn thấy nè. Phía sau là dự án đó, thấy chưa? Mé mé xíu thôi. Ta đang xây nhà, xây dự án biệt thự hay là resort gì đó, mình nghĩ là chắc là resort. Chỗ này đẹp quá, mong là cảnh này sẽ được giữ nha, và sẽ là một nơi khám phá mà muốn chia sẻ, xin lỗi, một nơi mà hành trình khám phá Phú Quốc của Mr. Hill giới thiệu và chia sẻ các bạn, thật vui và thật mới lạ.
những nơi này sẽ còn giữ mãi. Để chúng ta du lịch đến Phú Quốc còn có những nơi mà đẹp đẽ, mình ngắm cảnh, mình thư giãn và mình chụp hình. Ok các bạn, bây giờ khỏe rồi, giờ đi tiếp nha. Go 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 go. Yeah. Cái tật nó vậy đó, xém nữa té rồi, thấy không? Chợt chợt cát nè, đây cát nhiều quá. Ok, bây giờ mình go nào. Vừa phóng qua các bạn, từ hòn đá bên kia phóng qua hòn đá bên này và tiếp tục hành trình nào. Chào. Hi. Hello. How are you? Bạn khỏe không? Ha ha. Các bạn thân mến, mình đang ở ngay chỗ này là một cái bãi biển của một cái resort hay sao đó. Mình thấy rất là đẹp nên mình review lại cho các bạn xem. Ok, number one, rất đẹp. Yeah. Mình thấy là thích chỗ này ở nha. Ở chỗ này thích nha. Biết giá mắc không? Ai chỗ cây sao nha các bạn. Ok, mình tiếp tục hành trình. Chờ anh còn nhiều chỗ đẹp lắm, đi. Hello.
hello, các bạn thấy chỗ này thế nào? Ok, hành trình khám phá Phú Quốc, đảo Phú Quốc của Mr. Hill luôn luôn có những điều mới lạ chia sẻ với các bạn. Thì chỗ này mình nghĩ là khách Việt chắc cũng ít biết đến lắm. Tại khu này thì hơi xa thị trấn Dung Đông đó các bạn, nên đa phần là khách Tây ở. Thì mình thấy chỗ này cũng khá là ok, có những cái chòi homestay ở tủ ngoài biển nè. Đó, thích quá đi à các bạn ơi. Trời ơi, yeah, liên vòng cho các bạn coi nè, đã không? Number one, like nha, like và share nha. Ok, yeah. Thích chỗ đó đó. Hello, xin chào các bạn. Và bây giờ hành trình khám phá đảo Phú Quốc tập này mình xin tạm thời dừng ở đây. Các bạn thân mến, hôm nay mình đi quá tuyệt vời đi các bạn. Một cái tuyến dọc trekking bờ biển ở cây sao bãi bổn, thật là number one. Trời ơi, vui quá. Tuy nhiên thì khu này thì đang làm dự án những cái resort quá trời luôn các bạn ơi. Bởi vậy đi hơi bị khó. Đấy, nên không sao, mình cứ đi theo dọc bờ biển mà đi thế tới, đúng không các bạn? Sẽ có những cái điều mà hấp dẫn từ nãy giờ Mr. Hill review cho các bạn xem đó, quá hay luôn. Và bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Bye bye. Hey, nhớ đăng ký và like ủng hộ kênh Cuộc Sống Phú Quốc cho Mr. Hill nha. Yeah.